kết thúc, chúng ta đã có một buổi tối rất tuyệt vời. Thay mặt toàn thể cán bộ, công nhân viên chiến sĩ của quân đội Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin chân thành cảm ơn các tùy viên quốc phòng, tùy viên quân sự, tùy viên quân chủng, phó tùy viên quân sự, trợ lý tùy viên quân sự, cơ quan an ninh, hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga, giáo viên ngoại ngữ các nước và gia đình. Cảm ơn tất cả các đồng chí và các bạn đã tham dự buổi gặp mặt đón mừng xuân mới đầy ý này. So I would like to officially announce that it is the end of our tonight. And I would like to invite everyone to join with the circles. So we will dance this traditional dance from Vietnam. And on behalf of Foreign Relations Department, Ministry of National Defense, officers and personnel, I would like to express my deepest appreciation to the defense and military attachés, deputies and assistants, representatives from the Federal Service for Military Technical Cooperation, foreign language teachers from others defense ministry and families members, comrades and friends, and the Border Guard military band for setting the perfect cozy friendly atmosphere for tonight's event. And I wish everyone a happy Lunar New Year, and many new year brings good fortune to all of you. Thank you. Xin cảm ơn đoàn ca múa nhạc Bộ đội Biên phòng đã tham gia biểu diễn và giao lưu, giúp cho bầu không khí đón xuân thêm đậm đà và nồng ấm thắm tình hữu nghị và đoàn kết. Xin cảm ơn nhà khách quân đội 33C Phạm Ngũ Lão đã góp phần vào thành công của buổi tiệc đêm nay. And I would like to especially thanks the military band from the Border Guard for amazing performances, as well as the setting up of the Army guest house for this event. Chúc năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Xin hẹn gặp lại. Happy New